hai mẹ con cùng chung một sở thích rất chi là đam mê gà rán thì phải làm sao? Thì phải đi ăn thôi chứ sao nữa, đúng không nè? Cô Cao ơi, mẹ đói quá. Cãi gì đó nha bà mẹ ơi. Vậy mình đi ăn gà rán đi nha. Khi mà hai mẹ con đã đồng lòng như vậy là lật đật chạy tới Chicken Plus liền. Đây là chi nhánh Chicken Plus nằm ở C4-36 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh ở đây thì rất là rộng rãi và thoải mái luôn, đặc biệt là có chỗ giữ xe rất là rộng. Chicken Plus đó là một trong những thương hiệu gà rán yêu thích của mẹ Mẫn với cô Ca đó nha. Mẫn đã ăn nhiều chi nhánh lắm rồi và có review cho các bạn vài lần rồi, nhưng mà đặc điểm mà Mẫn thích nhất ở Chicken Plus đó chính là có cái quầy buffet làm salad này đây. Trên đây có các loại rau quả cho các bạn tha hồ mix với nhau để làm salad nha, rồi còn có bánh mì hamburger nè, bánh phồng tôm, cơm và rong biển để cho mình làm cơm nắm nữa đó. Ngọt á thì nếu các bạn uống nước ngọt chai thì người ta sẽ tính tiền theo chai, còn không á mình muốn uống nước ngọt tươi chỉ cần tốn 15 ngàn thôi là uống nước ngọt thả ga luôn. Sốt chấm gà ở đây cũng có tới 3 vị lận nha, sốt ngũ vị nè, sốt mù tạt mật ong và sốt chua ngọt. Mà nha, vật dụng để trên bàn ăn cũng rất chi là tiện nghi luôn, có cái xô để đựng xương nè, muỗng, đũa, chén, bát và bao tay để dành cho mình trộn cơm hoặc là mình ăn gà. Trời ơi, có anh Coca nè, thấy mẹ Mẫn đang trộn cơm để làm cơm nắm á cũng đòi trộn chung. Nói chung là chỉ có cái việc nhồi cơm đơn giản vậy thôi mà cũng làm anh Coca vui cười tít cả mắt luôn á, đúng là con nít mà. Và ta da, bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhập tiệc thưởng thức một bữa tiệc gà rán thịnh soạn thôi. Cái này đúng chất là con mắt to hơn cái bụng luôn á, đi có ba người mà kêu một đống đồ ăn này ra không biết ăn hết không nữa, mà thôi kệ, ăn được nhiều hay bấy nhiêu, còn dư nhiêu mình kêu mang về. Đầu tiên đây là một phần cánh gà sốt ngũ vị. Gà ở Chicken Plus á được chiên cái lớp da nó vàng giòn nha, dù là phủ sốt lên cũng không có bị yểu luôn, ăn rất là ngon. Da bên ngoài thì giòn nha, nhưng mà thịt ở bên trong á thì không có bị khô nha, vẫn giữ được cái độ mềm. Nó thì hòa quyện giữa vị mặn và ngọt và có một chút vị cay nhẹ. Tiếp đến đó chính là phần 5 cái đùi gà ăn với lại sốt hành tây. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nào mà không thích ăn cay nha, bởi vì cái sốt hành tây này á nó không hề cay mà rất là thơm và béo luôn. Mẫn á thì là một người không thích ăn hành tây tại vì Mẫn sợ cái mùi hăng của hành tây á, nhưng mà cái sốt này nó không có hề bị hăng nha mọi người. Hương vị chủ đạo của sốt này á là cái vị béo nha, và kèm theo đó là một chút vị ngọt cũng như là mặn mặn nhẹ. Mà cái món này nè, mình ăn á mình phải quết thiệt nhiều sốt cho ngập ngụa sốt tràn trề luôn thì ăn nó mới đã. Ok, xử lý xong hai cái đùi gà thì bây giờ mình sẽ qua món thứ ba, và đây là món bà ngoại Coca chọn, nửa con gà chiên vị truyền thống. Chicken Plus á thì cũng là thương hiệu nổi tiếng quen thuộc với các bạn nào giờ rồi đúng không? Ta nói cái độ chiên giòn cái da gà ở ngoài thì khỏi cần phải nói, nhưng mà bên trong á nha, cái thịt không hề bị khô luôn, cả nhà nhìn đi nè. Vì phần gà chiên này là phần gà vị truyền thống không có phủ sốt nên các bạn có thể chấm với các loại sốt có sẵn ở quán. Sốt chua ngọt thì cái tên nói lên hương vị rồi ha. Sốt ngũ vị thì hòa quyện giữa vị mặn ngọt và cay nhẹ. Sốt mù tạt mật ong á thì béo nhưng mà có vị hơi nồng của mù tạt. À mà cả nhà lưu ý nha, ba món vẫn vừa gọi là ba món chính. Ở đây khi mà các bạn gọi các món chính á thì các bạn mới được sử dụng cái quầy buffet salad free nha mọi người. Bà ngoại cô cá thì ít ăn gà rán lắm nhưng mà rất chi là ưng cái gà rán ở đây. Tiếp đến chính là món lẩu tteokbokki. Lẩu ở đây á thì tteokbokki là tteokbokki sợi dài y như là sợi mì vậy đó mọi người, kết hợp thêm với chả cá cũng là chả cá sợi luôn. Sợi tteokbokki dẻo dẻo dai dai kết hợp thêm với lại phô mai béo ngậy. Nước lẩu á thì có vị cay và chua nhẹ, tuy nhiên á thì đối với Mẫn nước lẩu ở đây hơi lạt, còn thêm một chút mặn nữa sẽ ngon hơn. Nãy giờ toàn là mẹ Mẫn với bà ngoại ăn không mà, còn đây chính là phần của Coca nè. Cái này á là đưa menu cho Coca tự chọn luôn nha, xong rồi Coca chỉ vô mấy món phụ á, nhưng mà cũng vừa đủ ăn so với một em bé như Coca. Ở đây ngoài những món gà rán và lẩu tteokbokki ra thì cũng có rất là nhiều món ăn vặt phụ cho các bạn lựa chọn. Ủa Coca ơi, nhầm rồi nha, cái này là màu tím nha Coca. Mà đúng thiệt, y chang lúc đầu đã nói luôn, đúng là con mắt to cái bụng, mà có ba người làm sao mà xử hết đống này được. Bởi vậy bây giờ thì đành phải kêu anh nhân viên ơi bỏ hộp mang về giùm cho em anh ơi. Ai ngại hay gì chứ, đối với Mẫn á mình ăn không hết mình cứ mang về để khi nào đói mình ăn tiếp còn đỡ hơn là bỏ mứa.